Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và cặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, bên Cali thì vào mùa này rất là nóng nóng kinh khủng luôn có nhiều bữa thì lên tới 103, 106 có khi lên tới 110 độ luôn nữa. Ở Việt Nam thì mình cũng biết là rất là nóng nhưng mà đâu đó cũng có những cái cơn mưa chợt đến chợt đi để làm dịu lại cái không khí nóng oi bức của Sài Gòn hoặc là tất cả các tỉnh của việt nam không các bạn ha vâng có những bài rất là hot bây giờ mình muốn chia sẻ đến các bạn trong cái câu chuyện sóng gió gia tộc chúng ta chưa biết à, cái tập nào là tập cuối đây nhưng mà nó cũng gần đi tới nơi rồi các bạn ha sau khi những cái đơn kiện của bên phía cô sáu bị bác hết thì những cái đơn kiện phản tố của hồng loan mới là cái vấn đề quan trọng và nhất là cái vấn đề sao kê họ từ chối sao kê Họ nói họ không có nhu cầu Một người đi quyên góp Một người lấy tiền phúc điếu Mà họ nói là họ không có nhu cầu Sao kê là sao các bạn và hơn nữa Họ không phải là con vợ chồng Với cái người đã khuất Họ chỉ là em là cháu Mà đứa con gái con ranh ranh ở đó Nhưng mà họ tước đi Cái quyền làm con của người ta Và họ đã làm gì Với những cái số tiền đó Vâng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một bài viết của Teresa Huyền Ngọc. Những cô gì chú bác các anh chị em, các bạn nên lưu ý những tên của những phe của nhóm Chí Phượng sẽ ăn cắp bài viết của các cô, các chú, anh chị và các bạn. Khi biết những thông tin về chị Hồng Loan này, ngoài việc họ chia sẻ bài viết ra, họ sẽ lên Messenger thóa mạ. Chúng ta cộng thêm luôn đặt câu là bài viết này có đáng tin cậy hay không? Xong sau đó họ sẽ ăn cắp tất cả các thông tin tại các trang Facebook của chúng ta và họ sẽ sử dụng nick ảo và gửi thông điệp về cho chế phượng. Và như vậy chúng ta vừa mất bài viết mà vừa mất luôn trang Facebook chính chủ của chúng ta khi chúng ta chưa cài đặt định danh tại tại kênh Facebook. Đây là danh sách tên của những người mà Tôi cho rằng các bạn nên chú ý là những cái tên trong cái cái nhóm phe của chế Phượng như sau. Nguyễn Phú Túc Lên len, len là đất các bạn. À, à N anh A N anh D Nguyễn Phú Túc lên. Thanh Phạm, Kim Nguyễn, Tiger Nguyễn, Tiger là con cọp các bạn. Nên chúng ta phải cẩn thận nghe chứ mất bài viết không nói mà mất luôn Facebook mới đáng lưu tâm. Khi chúng ta chưa định danh trang Facebook chính chủ. Còn riêng Theresa đã định danh rồi nên Theresa không còn phải sợ nữa. Đó là một lời nhắc nhở cho chúng ta biết và sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào câu chuyện của Võ Thị Hồng Nhung. Cô Mỹ Linh có kể một kỷ niệm của chị Võ Thị Hồng Loan như sau. Sau khi cô Nhung đánh đòn chị Loan khi chị Loan tròn 6 tuổi. Không biết cô Nhung này đánh đòn chị Loan như thế nào đến nỗi chị Loan phải nhập viện. Và nhờ cậu Linh truyền máu cho chị Loan nên chị Loan mới vượt qua thập tử nhất sinh. Nếu mà cấp cứu kịp thời thì xem như, nếu mà cấp cứu không kịp thời thì xem như cô Nhung không biết chuyện gì xảy ra và lấy đâu ra một đứa con gái thứ hai để thay cho cậu Linh khi cô Nhung đánh đòn chị Loan như thế này chỉ vì cơ bạc và ghi số đề mà thua hết sạch tiền là cô Nhung gặp chị Loan ở nhà là cô Nhung cầm roi đánh đòn chị Loan từ có tội cho đến không có tội vì quá thương chị Loan nên cậu Linh cứ phải dẫn chị Loan đi theo cậu Linh đến những chỗ mà cậu Linh thường hay biểu diễn tại các đoàn cải lương trong thành phố Hồ Chí Minh. Còn khi cậu Linh đi hát ở tỉnh miền Tây hoặc đi qua nước ngoài lưu diễn, là cậu Linh phải nhờ đến cô bảo mẫu chăm sóc cho chị Loan khi cậu Linh không có ở nhà. Thì khi chị Loan bắt đầu được 9 tuổi thì cậu Linh chở chị Loan đi học thì ở trong lớp học chị Loan rất là hiền Cho đến thời điểm này chị Loan hiền như xưa Vẫn như là ngày xưa luôn Ai có nói gì thì nói Ai làm gì thì làm Chị biết là im lặng cho qua câu chuyện Khi nào thấy không ổn Là mới nhờ đến quyền trợ giúp của chị Ni Là hiện bây giờ đó các bạn cũng giống như là hiền giống như ngày xưa vậy Năm đó chị Loan học lớp 4 Thì có một cô bạn trong lớp nói cho cô giáo nghe là chị Loan ăn cắp cây bút mực của cô bạn đó. Cô giáo không biết thật hư ra sao thay vì kiểm tra trong lớp học xem bạn nào đã lấy cái cây bút của cô bạn đó hay không. Thì cô giáo khuyên nhắc nhở về sau này cô giáo không biết ức giáp như thế nào. Nên là sau buổi tan trường cô giáo đến tận nhà của cậu Linh là bạn vốn là chị Loan ăn cắp cây bút của bạn trong lớp học. Ờ, sau cái giờ tan trường thì cô giáo đến nhà của cậu Linh và nói cho cậu Linh biết là chị Loan ăn cắp cây bút của bạn trong lớp học. Nhưng cậu Linh lại đi vắng nhà chỉ có cô Nhung và một lần nữa cô Bảo mẫu của chị Loan phải nghe lời cô Nhung đi tìm cây roi và đánh chị Loan không thương tiếc và khi cậu Linh đi về đến nhà thì thấy chị Loan chân tay đầy máu cậu linh lập tức đưa chị loan đến bệnh viện thì bác sĩ nói rằng chị loan bị vết roi cũ chưa lành bây giờ thêm vết roi mới nữa nên chị loan sẽ rất khó bình phục nên phải đợi thời gian cậu linh nhìn chị loan rồi khóc nước mắt của cậu linh cạn khô khi thấy chị loan không còn biết gì nữa khi bị cô nhung ra tay quá tàn nhẫn với chị loan sau khi chị loan tỉnh lại thì chị loan ôm trầm cậu linh và nói chị loan sợ đau và nhất là sợ gia đình bên nội. Rồi cậu Linh mới nói chị Loan là tại sao cô Nhung đánh đòn chị Loan thì chị Loan nói chị Loan không ăn cắp cây bút của cô bạn mà cô giáo và cô Nhung không tin nên cô Nhung đánh đòn chị Loan. Cậu Linh nghe như vậy xong nhờ chú quản lý chăm sóc cho chị Loan. Cậu Linh đi xe về gặp mặt cô Nhung Cậu Linh bạc tay cho cô Nhung Cậu Linh mới lên phòng kiểm tra Trong cặp học sinh của chị Loan Thì không thấy cây bút mực đó Sáng hôm sau cậu Linh gặp cô giáo trình bày Là chị Loan không hề ăn cắp cây bút mực của cô bạn trong lớp Thế là cô giáo đứng ra xin lỗi cậu Linh Và sẽ kiểm tra cẩn thận Để không còn phu quang cho chị Loan này nữa Kể từ đó Cậu Linh không để cho bất kỳ ai một cây roi nào ở trong nhà nữa và cấm cô nhung không được gặp chị loan này nữa muốn gì gặp cậu lên trước rồi hãy gặp cô loan sau khi chị loan tròn 11 tuổi năm học lớp 6 thì chị loan nhờ có bảo mẫu là cắt giùm cắt giúp chị loan trái táo cô nhung thấy cô bảo mẫu đang cầm con dao để cắt trái táo cho chị loan thì cô nhung cố tình đẩy cái tay của bảo mẫu và chiếc dao đó đã cắt trúng trái táo không cắt trúng trái táo mà cắt trúng cổ tay của chị Loan. Máu chảy rất nhiều và chị Loan khóc quá chừng khóc và ngay lúc đó cậu Linh đi làm về thì lập tức đưa chị Loan lên phòng chăm sóc vết thương cho Loan và cậu Linh thấy tay đập tay lên bàn là ai đã dùng con dao đâm vào cổ tay của chị Loan Cô Bảo Mẫu nói là cô Nhung đẩy tay phải của cô Bảo Mẫu nên cắt trúng vào tay của chị Loan. Cậu Linh nói rằng cô Nhung cầm lấy con dao cắt thử cổ tay của cô Nhung như thế. Rồi xem sao, rồi hãy đối xử với lại chị Loan như vậy. Cậu Linh lên phòng xem chị Loan như thế nào mà thấy cổ tay của chị Loan máu chảy ra quá nhiều đến nỗi không cầm máu được. Cậu Linh mới đưa chị Loan vào trong bệnh viện chăm sóc cho chị Loan. Không rời chị Loan một bước đúng là sống với cô cô nhung y như là sống trong địa ngục trần gian vậy đó cô mỹ linh kể tiếp sau khi mà chị loan xuất viện không bao lâu là chị loan canh cậu linh đi làm là chị loan viết tờ giấy đặt ở trên bàn cho cậu linh vì cô nhung đi đánh bài tứ sắc nên không biết chị loan thu xếp tất cả trang phục sách vở và chị loan bỏ nhà ra đi Lúc đó cô Nhung đi đánh bài tới sắc về nhà thấy tờ giấy đó nên đem đốt luôn. Cậu Linh đến khuya 12 giờ mới đi làm về tới nhà. Thì cô Nhung nói chuyện với cậu Linh, không có chuyện nào ra chuyện nào. Gọi là cho có một câu chuyện, tóm tắt lại là những câu chuyện tào lao. Xong thì cậu Linh lên phòng của chị Loan, biết rằng chị Loan đi ngủ là không đóng cửa sổ và không mở đèn ngủ thế là cậu Linh mới đóng cửa sổ trong phòng ngủ của chị Loan và mở đèn ngủ thì cậu Linh phát hiện là chị Loan không có ở trong phòng. Cậu Linh bắt đầu mở hết đèn trong phòng của chị Loan và mở hết cửa tủ của chị Loan thì trang phục sách vở không còn ở trong phòng nữa. Cậu Linh gọi phone quỹ tất cả các show diễn để đi tìm chị Loan. Nhưng nếu còn giấy tờ thì cậu Linh đã tìm được chị Loan này rồi. À như vậy là à, khi mà không thấy con gái mình ở trong phòng. Thì à, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã gọi cho các số diễn à, quỹ show hết. Để đi tìm được con gái của mình. Mà nếu như cái tờ giấy của Hồng Loan đã viết để trên bàn. Mà không bị cô Sáu Nhung đốt hoặc là xé bỏ gì đó. Thì có lẽ cố nghệ sĩ đã biết Hồng Loan đi đâu. À, đi tìm dễ hơn nhưng mà cô sáu đã đã xé đi và đã đốt đi rồi cho nên cố nghệ sĩ không biết có thể là cô sáu biết nhưng mà cô sáu không nói ra luôn cố tình làm như vậy là từ ngay từ nhỏ thì chúng ta cũng đã thấy kế hoạch của cô sáu nhung là muốn đẩy hồng loan đi rất xa xa không ở bên cạnh của cố nghệ sĩ vũ linh để vì sao vì tất cả những tài sản những cái món tiền và những cái tài chính đều rót về cho cô ấy hết phải các bạn ha có nghĩa là bám Ăn bám và báo hại của nghệ sĩ ngay từ mấy chục năm về trước rồi. Sài Gòn thì rộng bao la biết tìm chị Loan ở đâu. Cậu Linh phải nhờ đến công an tìm giúp chị Loan. Đến khi cậu Linh đi đến trường học thì mới mai ra mới gặp được chị Loan. Khi đó cậu Linh canh giờ mà chị Loan tăng học thì cậu Linh đến đón chị Loan chắc chắn là như vậy quả không sai tiếng nào cậu linh đến trường của chị lon thì cậu linh đứng ở cổng trường chờ chị lon lúc này chị lon có muốn trốn chạy cũng hết được cậu linh trong lúc gặp chị lon rồi cậu linh bạc tay cho chị lon và ôm chầm lấy chị lon giống như mình đó các bạn nhiều người cha mà nhiều khi tức con bỏ nhà đi như vậy cũng tức mà đánh đánh rồi thì lại thương Thế là như vậy Tại vì dẫu sao đi nữa Vừa là cha vừa là mẹ Hồng Loan lại không có mẹ dạy dỗ từ nhỏ Thiếu tình thương mẫu tử nữa Cậu Linh bạc tay chị Loan xong Và ôm chầm lấy chị Loan và đưa chị Loan Về nơi chị Loan đã bỏ nhà Đi như vậy trong hai ngày hôm đó Chị Loan ăn ở đâu và sống ở đâu Thì ra cậu Linh mới biết Chích chị Loan đã qua nhà cô giáo tá túc vì cô giáo sống chỉ có một mình nơi căn phòng thuê nhỏ bé này khi cậu Linh cảm ơn cô giáo chăm sóc cho Loan trong hai ngày qua thì cậu Linh chở chị Loan về nhà nhưng câu chuyện này cũng lâu rồi mà thêm nữa cậu Linh không nhớ nhà của cô giáo của chị Loan cô giáo ấy ở quận 11 này hay không nữa và khi chị Loan về tới nhà cậu Linh bắt chị Loan tắm rửa vào phòng gặp cậu Linh và chính cậu Linh bắt chị Loan quỳ gói xuống vì tội bỏ nhà ra đi làm cho cậu Linh lo lắng. Và vừa quỳ gói, vừa học bài. Sau đó cậu Linh thấy thương. Nhưng thương thì thương, phạt thì vẫn phạt. Sau đó cậu Linh bắt chị Loan ngồi cạnh cậu Linh. Và cậu Linh nắm bàn tay nhỏ bé của chị Loan mà áp vào má của cậu Linh. Và cậu Linh không quên xem lại vết thương cổ tay của chị Loan khi con dao đã chạm vào lúc trước. cái câu này thì mình không 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 hiểu uh, Theresa Quỳ Ngọc nói cái gì chị là um, <laughs> và cậu linh có chấm hỏi chị Loan là cậu linh tác bạc tay như vậy chị Loan có đau lắm không và nhất là vết thương tại cổ tay nhưng chị Loan chỉ khóc cậu linh ôm chầm chị Loan đến uh, tối cậu linh muốn ôm chầm cô gái nhỏ mang tên hồng loan của cậu lên trên giường nhỏ xinh xắn ngủ một giấc ngủ bình yên và tràn đầy tình yêu thương mà cậu Linh dành cho chị Loan. Đến khi chị Loan 13 tuổi, làng là sớm bắt đầu bằng tán xôn xao chuyện có bầu thai, không biết là của chị Loan hay là của chế phượng. Thì cậu Linh chở chị Loan đến bệnh viện kiểm tra nhưng chị Loan không có bị ô đen trong quan hệ bạn nam trong cùng một lớp học này, cậu Linh mới dẫn chị Lon về nhà và đang lúc cậu Linh đang dạy học cho chị Lon là cô Nhung khóc và nói rằng ông bà nội có đứa cháu gái mang tên Hồng Lon có bầu mang thai lúc mà 13 tuổi. Cậu Linh đọc bàn và của cô Nhung, quyển sổ khám bệnh của cô Lon. Cậu Linh nói cái gì mở ra xem chị Lon có bầu hay không thì ra là không biết cái tin đồn lúc đó Hồng Phượng và Hồng Loan cũng trang trang lứa tuổi với nhau và cái câu chuyện người nào có bầu thì không biết nhưng mà cô Hồng Nhung lại đổ lỗi là tất cả đều là của Hồng Loan hết cái bầu thai là của Hồng Loan chứ cái bàn thờ gì đó khóc lóc nói là có đứa cháu không nên nết này kia nọ thì cố nghệ sĩ đã đập bàn và chỉ cho cái quyển sổ đó mày coi đi cái quyển sổ của Hồng Loan đó không có cái gì hết và chúng ta tiếp tục các bạn ha coi cái cuốn sổ đó đi coi cô Loan có bầu hay là không lúc đó cô dùng im lặng luôn thế là cậu Linh mới nói ai dắt trai vào phòng khách sạn nếu không phải là chế phượng này và ai đã cho con trai chạm vào người và cho có thai nếu không phải là chế phượng Thì tại sao đổ lỗi cho chị Loan Lúc này cậu Linh nói nếu như chị Loan vượt qua 20 roi này Là chứng tỏ chị Loan không có thai Thì cô Nhung phải xin lỗi ông bà tổ tiên và xin lỗi cậu Linh Vì đã dùng lời nói cay đắng này cho chị Loan Còn nếu như chị Loan không vượt qua 20 roi này Thì mới đúng là chị Loan có thai và chế Phượng cũng vậy phải vượt qua 20 roi này xem như chế Phượng còn sự trông trắng hay là không. Thì cô Sáu Nhung tự giải quyết thế nào về bộ thai đó đi. Để cho cậu Linh và chị Loan được bình an và để cho công bằng thì chị Loan và chế Phượng phải cởi quần ra để mong trần phạt roi để tránh gian lận khi bị phạt roi vậy. Cô Nhung lúc đó thì chỉ biết im lặng mà nhìn chế phượng, lúc này thì chế phượng sợ đau nên đã tự thú nhận là đã có con rồi. Thế là cậu Linh dẫn chị Lon lên đầu, lên lầu và ôm chầm chị Lon. Cậu Linh và chị Lon đều khóc. Sau đó cậu Linh đã nhờ chị Lon. Sau đó cậu Linh sợ chị Lon buồn hay uh, tin về chế phượng có thai sẽ ảnh hưởng về tâm lý không tốt cho chị Loan nên cậu Linh dẫn chị Loan đi chơi, đi ăn và đi mua sắm cho khuây khỏa tinh thần. Tình cảm của cậu Linh và chị Loan là như thế đó, vừa dễ thương vừa sợ nước mắt. Rất là nhiều khi trễ về cho chị Loan, kể từ nay chị Loan sẽ không còn cậu Linh bên cạnh. Con đường phía trước này dẫu có nhiều trong gai, dẫu có nhiều nước mắt, nhưng Teresa tin rằng trên bầu trời kia cậu Linh sẽ cầu nguyện cho chị Loan Để mà con đường trong gai như thế này Con đường có nước mắt ra sao Thì mọi bình yên và mọi sóng gió sẽ qua thôi Chị Loan cố gắng Và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị Loan này Mà thôi Teresa mãi yêu thương chị Hồng Loan của Teresa này mặc dù cái lời văn của Teresa không có chấm phẩy nó cái 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 nó cái cái, cái lối hành văn nó không có mạch lạc làm cho người đọc nó nó bị cưng cưng nhiều ấy nhưng mà qua cái câu chuyện này thì chúng ta cũng hiểu được cái cuộc đời của Hồng Loan nó gian nan cực khổ như thế nào trong lúc mà còn nhỏ không có cha bên cạnh bị cô sáu ép bức chèn ép đánh đập dùng roi và đổ lỗi những cái sự việc mà tàn nhẫn giả man như là à, cô Hồng Phượng có thai lúc 13 tuổi thì lại đổ lỗi cho cô Hồng Nho, Hồng Loan và qua câu chuyện này tôi không phải là mới là nghe câu chuyện này lần đầu mà tôi đã nghe câu chuyện này uh, rất là nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên mà được uh, Teresa Huyền Ngọc kể hết tất cả tất từng tật và kể rất tỉ mỉ uhm, như thế nào thế nào thế nào vòng tay của người cha lúc nào cũng vậy thương con thì thương cho roi cho vọt dạy con thì ráng dạy tới nơi tới chốn mặc dầu biết mình không có tròn bổn phận làm cha tại vì phải đi diễn chỗ này chỗ kia chỗ nọ rồi lo chăm sóc gia đình bảo bọc mấy đứa em cho nên à, làm được những gì mà có thể làm được thì ông đã làm rồi còn về đứa em gái này thì ôi thôi không có tình nghĩa không có tình cô cháu và người anh đã tha thứ biết bao nhiêu lần đánh con người ta đến nỗi rướm máu cố tình để con dao cắt cổ tay con người ta chảy máu như vậy đến nỗi mà phải vô bệnh viện và cố nghệ sĩ phải truyền máu cho làm việc diện rất là ác đức rất là ác đức luôn phải nói thật sự nếu chúng ta xem những câu chuyện kể nhiều người kể giống nhau y hệt luôn thì quý vị thấy cái sự mà ác độc của cô sáu hồng nhung tới mức độ nào khi mà không muốn hồng loan ở cạnh bên người cha của mình tại sao như vậy tại vì cái sự ganh tị nhỏ mọn sân si từng ly từng tí có một cái cô con gái cũng bằng trang lứa tuổi của hồng loan nhưng muốn đẩy con gái mình kế cận cậu năm và để dành tất cả sự yêu thương của người cha để dành cho con của mình đây là cái sự sân si ghen tị phải không các bạn ha và cái chuyện tội bại nhất là đổ lỗi cho hồng loan khi mà nói hồng loan có thai lúc mà 13 tuổi có xứng đáng làm cô không các bạn và cho đến ngay bây giờ khi người anh mình mới vừa nằm xuống đã dở mỗi thu đoạn dùng truyền thông để hại đứa cháu của mình nhằm chiếm đoạt tài sản của đứa cháu của mình còn tiền phúng điếu tiền quyên góp nữa hàng tỷ tỷ đồng bây giờ bấy lấy cái đó để làm cái gì thưa kiện để tranh giành tài sản muốn chiếm đoạt tài sản chứ không phải là tranh giành dùng tiền đó để mướn luật sư để trả tòa có nghĩa là tiền quỷ cũng trả cho ma hết rồi sau này có ngước mặt nhìn đời nữa hay không thắng hay thua trong cái cuộc kiện này thì tôi nói thật cô sáu bào và Hồng Phượng cũng muối mặt Cũng không bao giờ mà ngẩn mặt nhìn đời Đi tới đâu được nữa Cho dù thắng hoặc là thua Nhưng thua là 99.9% luôn rồi Vì à, chúng ta thấy rằng Có nhiều nhân chứng bây giờ người ta Đã chứng minh được Hồng Loan không cần đi khám Đi nê Vì à, Cô Bạch ngọc Liên vừa rồi Cũng à, đã lên tiếng Là từ hồi nhỏ muốn đi sinh Hồng Loan Tại vì nghe mẹ Hồng Loan không không muốn nuôi hồng loan đó sau khi sanh sẽ cho đó à, nhưng mà cố nghệ sĩ ngăn cản và rất là giận thì à, bà ta cũng đã đi nhiều à, chỗ ở của đi tìm hiểu cái chỗ ở của cố nghệ sĩ du linh hy vọng mong manh hy vọng sẽ xin được hồng loan về nuôi tại vì bà ta à, mất đi đứa con lúc mà sanh, hiếm muộn à, rồi tìm đến nhà nội của hồng loan luôn nữa nhưng mà người nhà người ta nói rằng người ta quý hồng loan lắm à, không bao giờ cho đâu và bà ta cũng đã bị bà nội của hồng loan chửi cho một trận con nhỏ ở đâu đến vậy mà cứ đi sinh con người ta à, khi mà bà ngọc liên kể lại và theo một nhà báo thủy hồ cũng làm chứng là nói rằng hồng loan chính là con ruột của vũ linh khi mà phỏng vấn à, cố nghệ sĩ vũ linh cách đây mấy chục năm về trước lúc đó à, cố nghệ sĩ rất là nổi tiếng và đã từ chối phỏng vấn à, rất nhiều lần và nhà báo cũng nghĩ rằng là có ý nghĩ sai về uh, cố nghệ sĩ nghĩ rằng uh, ông ta chảnh, ông ta kiêu ngạo, uh, đang trên uh, đà độc đỉnh vinh quang cho nên uh, không xem ai ra gì nhưng sau này mới hiểu rằng là ông cố nghệ sĩ muốn bảo vệ đứa con gái của mình, à, cho muốn đứa con gái của mình không đi vào showbiz nó lộn xộn, nó có nhiều cái uh, nhiều cái mình không biết được đâu không các bạn ha đó thì khi mà phỏng vấn thì nhà báo thấy Hồng Loan thì cố nghệ sĩ đã nói thật lòng đứa con gái của có em nhưng mà em em xin chị em xin chị nhà báo nói rõ ràng luôn vậy nói tay ta chắc là em xin chị em xin chị đừng có viết về con bé để con bé nó yên ổn nó học hành không có muốn cho truyền thông biết về đứa con này gần đây thì nhà báo có nằm ngủ và có nghe cố nghệ sĩ gọi hai lần trong đêm. Khi thức dậy nửa đêm. Lần đầu tiên thì cũng còn nghĩ nghĩ rằng có lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá nhưng lần thứ hai thì cái chuyện tâm linh này đó các bạn, chúng ta tin thì có không các bạn ha. Thì bà ta đã cũng nói chuyện với đứa con trai của mình có nên nói ra rõ hết những câu chuyện của ngày xưa hay không. Tuy rằng đứa con trai này cản nhưng mà nhà báo Thúy Hồ này cũng đã gọi điện thoại à, cho Trang Vina và nói rõ hết tất cả những câu chuyện của ngày xưa như vậy à, đã có rất nhiều người là nhân chứng sống là minh chứng Hồng Loan chính là giọt máu của cố nghệ sĩ Vũ Linh Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và nếu thấy thông tin nào ích cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau